Nhà máy nước thôn Xuân Lư được khởi công xây dựng năm 2014, đến giữa năm 2017 mới hoàn thành. Từ ngày xây xong đến nay, công trình nước sạch hơn 5 tỷ đồng vẫn chưa một ngày hoạt động. Sống cạnh nhà máy, ông Hà Văn Hòa được thuê vận hành, nhưng đến giờ ông chưa có cơ hội xem công trình nước sạch hoạt động như thế nào. Thấy công trình bỏ hoang, ông tận dụng làm kho chứa rơm. Điều này có nghĩa từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao cho xã. Nhưng thực ra đến hôm nay, công trình tiền tỷ này luôn trong tình trạng vô chủ. Xây một công trình như đây mà nhà nước bỏ ra vốn tiền tỷ thì bọn vô sao nói chung hồi nãy giờ không hoạt động. Thì bọn dân ở đây rồi nói chung người dân họ bất chấp lắm. Không ai quản lý, không vận hành và cũng không được bảo dưỡng. Sau hơn 5 năm, công trình nước sạch đã xuống cấp. Hệ thống bể chứa và cả đường ống bắt đầu hư hỏng. Điều đáng nói là những hộ dân sống cạnh nhà máy nước sạch phải dùng nước giếng đào, không đảm bảo vệ sinh. Nhà máy bị bỏ hoang, toàn bộ hệ thống ống nước sạch và các thiết bị đi kèm được đấu nối đến tận nhà của người dân thôn Xuân Lư cũng không có cơ hội sử dụng. Lãng phí chồng lên lãng phí. Vì cái nguồn nước ở ngọt kia bị ô nhiễm, nguồn nước nhà máy sáng á, thải xuống cái mương nó bị ô nhiễm, nhìn dân ở đây cũng muốn là để nhà nước đầu tư ra là để tiến hành xây dựng lại cái nhà máy nước vẫn hoàn thiện để cung cấp nước sạch để cho bà con dùng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, được nghiệm thu từ năm 2017 nhưng đến nay công trình vẫn chưa được quyết toán. Theo lãnh đạo huyện Quế Sơn, trước sự lãng phí công trình nước sạch này, huyện đã tiến hành thanh tra. Kết luận đã chỉ rõ trách nhiệm chính trước hết thuộc về ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Cường cũ, đại diện chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Công, nguyên kế toán phụ trách xây dựng cũng liên quan trực tiếp đến công trình bỏ hoang này. Qua thanh tra thì có phát hiện một số sai phạm. Ủy ban Nhân dân huyện đã kết luận cuộc thanh tra và chuyển cho cơ quan điều tra của tỉnh để điều tra, giải quyết, xử lý những cái vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra xử lý những cá nhân có liên quan, thì hàng ngày hơn 400 hộ dân xã nông thôn mới Quế Mỹ vẫn phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Lãng phí đầu tư các công trình xây dựng sử dụng tiền ngân sách đang tái diễn ở nhiều địa phương. Nếu không xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có liên quan, thì sẽ còn nhiều công trình đắp chiếu sau khi nghiệm thu như nhà máy nước thôn Xuân Lư.